Sau đây chúng tôi sẽ thay bo nguồn con iMac. Con iMac này bo nguồn bị lỗi, có dấu hiệu bị oxy hóa ở trên main, lỗi bật không được nguồn. Bây giờ chúng tôi sẽ thay bằng bo này vào. Sau đây đây tôi biết em đi lâu hay là vì nguồn chết bị sét đánh. Bị sét đánh mà, sét đánh mà chết vì nguồn. Em sẽ rất vui khi em buông cái tay ra. Quen rồi. 5 triệu. 5 triệu, 5 triệu là. Cắt đâu, đâu tôi để cắt đó nè. Cắt đó. Đây trong cái này. Đúng rồi. Cắt cũ rồi. Đấy, cắt cũ. Cắt mới thì sao? Cắt mới thì lên nhưng mà cắt này nó khác. Nó dài hơn. Cái kia ngắn. Bài ở trong này nó chỉ hỏng cái này nhỉ. Là cái bạn đang được mong muốn học không quên.
Máy lên rất là lép.